Đấu la đại lục phần 5, đường tam trùng sinh, tập 125, lục hợp bát hoang kim sát kiếp, thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nhỏ yếu hải tộc tại cảm nhận được khí tức của hắn lúc đều sẽ quỷ bái, nhưng một chút thực lực khá mạnh hải tộc thì là sẽ nhanh chóng trốn xa. Cái này, dù sao không phải đã từng đấu la đại lục a à, vô tận lam hải chỗ sâu khẳng định cũng là có cường giả, mặc dù không thể cùng yêu tinh đại lục so sánh, nhưng chắc hẳn cường giả số lượng cũng tuyệt đối không ít đường tam hai tay tại thân thể hai bên chậm rãi mở ra tự thân huyết mạch khí tức bắt đầu hướng ra phía ngoài bán ra vì không để cho mỹ công tử tại đằng sau thời điểm độ tiếp nhận vô tận lam hải bên trong cường giả ảnh hưởng hắn bắt đầu thông qua huyết mạch chi lực cùng tinh thần lực dung hợp đối với mặt biển phía dưới cho càng mạnh uy hiếp hồng tức đại yêu vương đã từng cảm giác được qua loại kia lò luyện đồng dạng huyết mạch khí tức xuất hiện lần nữa lần này càng là dung hợp tại tinh thần lực bên trong Lúc này đường tam tại trong cảm giác của nó tựa như là trên mặt biển một viên mặt trời nhỏ giống như không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra hơi thở nóng bỏng, phi hành những nơi đi qua. Phía dưới vô tận lam hải liền trở nên càng thêm bình tĩnh, thậm chí nó còn có thể cảm giác được đường tam tại phóng thích chính mình khí tức thời điểm, tựa hồ còn tại từ trong biển rộng hấp thu cái gì đến bổ sung tự thân. Người trẻ tuổi này mặc dù còn không phải thần cấp, nhưng khổng tức đại yêu vương lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn hẳn là so rất nhiều yêu vương cấp bậc cường giả, đều không kém cái gì phần này khí huyết ba động tuyệt đối là yêu vương cấp độ cũng không có thật không biết nó huyết mạch này đến tột cùng là cái gì trên trăm trong biển mặc dù không tính gần nhưng cũng không tính quá mức xa xôi xa xa đường tam tinh thần lực quét đến phía trước cách đó không xa một hòn đảo nhỏ nhãn tỉnh sáng lên lập tức hơi điều chỉnh phương hướng hướng phía đảo nhỏ bay đi mỹ công tử cùng khổng tức đại yêu vương dù sao không phải hải tộc cước đạp thực địa tương đối mà nói đối với độ kiếp sẽ càng có lợi hơn một chút nơi này đã xâm nhập biển cả Nước biển trong suốt xanh đậm, khi bọn hắn tiếp cận hải tặc thời điểm, nước biển dần dần ít đi, mãi trở đến trắng loãng bãi cát xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Đường Tam nói, ngay tại trên đảo này độ kiếp đi, nơi này tương đối phù hợp. Nhìn xem đảo nhỏ chung quanh xanh lam thanh tịnh nước biển, Mỹ công tử nhịn không được nói, nơi này thật đẹp a. À. Đường Tam cười nói, đúng vậy a, à, biển cả mỹ lệ ở khắp mọi nơi, người phải thích. Ta về sau có thể thường xuyên mang ngươi ra biển, biển cả mặc dù toàn thân là màu lam nhưng màu lam cũng có khác biệt cũng có thể ngũ thải ban lan ừm mỹ công tử lên tiếng khổng tước đại yêu vương thở ơ lạnh nhạt không khỏi hơi kinh ngạc đối với nữ nhi tính cách hắn hay là hiểu rất rõ mỹ công tử thuở nhỏ tính tình thanh lãnh rất ít cùng những người khác tiếp xúc đến trường đằng sau tại gia lý học viện bên kia đều không có bằng hữu gì tại trong ấn tượng của hắn cũng chỉ có trước đó cùng với tu la lúc lại tương đối tự nhiên trước mắt cái này đường ta mời nàng ra biển du ngoạn nàng vậy mà rất tự nhiên đáp ứng bọn hắn chẳng lẽ đã sớm nhận biết trong lòng mang theo nghi hoặc nó thậm chí có loại cảm giác mỹ công tử sở dĩ bi thương giảm bớt tựa hồ cũng cùng trước mặt người trẻ tuổi này có chút quan hệ bất quá nó không nói gì đường ta mang đến cho hắn một cảm giác là mạnh mẽ như vậy mà thần bí nhất là cái kia cường đại đến tựa như lò luyện đồng dạng huyết mạch cơ hồ là muốn áp đảo nó đã thấy tất cả cấp một huyết mạch phía trên càng là hài thần sứ giả mỹ công tử nếu như có thể cùng hắn duy trì quan hệ tốt đẹp đối với tương lai khổng tức yêu tộc thống ngự gia lý thành khẳng định là có nhiều chỗ tốt gia lý thành một khi có thể lưng tựa một vị hoàng giả như vậy tinh phượng đại yêu hoàng lại đến cũng muốn cân nhắc một chút chỉ cần hôm nay cái này biển thần sứ giả có thể phụ trợ nữ nhi độ kiếp thành công nó liền cơ bản sẽ cho rằng đối phương có thể tín nhiệm bọn hắn cùng một chỗ rơi vào trên hải đảo trên hải đảo sinh trưởng rậm rạp thực vật cây dừa khắp nơi có thể thấy được những nơi này hiển nhiên là không có bất kỳ người nào dấu vết nhưng bởi vì thảm thực vật tươi tốt xanh um tươi tốt cũng không lộ vẻ hoang vu nhất là bên bờ nước biển cực kỳ thanh tịnh cho người ta một loại đặc biệt thư sướng cảm giác đường tam mang theo mỹ công tử cha con đi đến một gốc cây dừa dưới lúc này sắc trời đã sáng rõ ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi tại trên hải đảo nhiệt độ ngay tại nhanh chóng lên cao lấy mỹ công tử ngươi bây giờ nơi này minh tưởng một hồi để cho mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau đó chúng ta tùy thời liền có thể bắt đầu vừa nói đường tam rất tự nhiên đem áo khoác của mình cởi nhào vào trên bờ cát bị cây dừa che đậy ra chỗ thoáng mát ra hiệu mỹ công tử ngồi ở chỗ đó mỹ công tử nhìn hắn một cái không nói gì thẳng đi đến nơi đó ngồi xuống đường tam nói chờ một chút ngươi cảm thấy mình điều chỉnh tốt chuẩn bị thời điểm độ kiếp không cần tận lực đi dẫn động chính là không ngừng tu luyện điều chỉnh khí huyết của mình ba động để tự thân lực lượng không ngừng thăng hoa muốn tự nhiên mà vậy đem lôi kiếp dẫn tới dùng ngươi trạng thái tốt nhất lôi kiếp như này mặc dù sẽ mạnh hơn nhưng mang cho ngươi tẩy lễ cũng sẽ càng triệt để hơn càng thích hợp ngươi bây giờ tu vi cảnh giới được mỹ công tử đáp ứng một tiếng ngay tại đường tam áo khoác lên mâm đầu gối tọa hạ nhắm mắt minh tưởng đường tam liền đứng ở một bên yên lặng thủ hộ lấy cảm thụ được mỹ công tử trên người năng lượng ba động không tức đại yêu vương thì là đi đến trên bờ cát trên mặt đất bắt đầu bố trí một vài thứ đây là nó đã sớm chuẩn bị xong lúc cần thiết có thể giúp mỹ công tử dẫn đi một chút lôi kiếp lực lượng đương nhiên đây là đang vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể vận dụng nó là người từng trải trước đó đường tam can dặn mỹ công tử mà nói cũng là nó muốn nói lôi kiếp cố nhiên là trong quá trình tu luyện một cái trọng yếu kiếp nạn bậc cửa nhưng cùng lúc lôi kiếp cũng là to lớn kỳ ngộ cửa này làm sao sống có khác biệt rất lớn nhân thể tiềm năng tại cử gia đình phòng thời điểm trên cơ bản liền đã đã dùng hết mà độ kiếp quá trình này không chỉ là thuế biến, đồng thời cũng là tái tạo tiềm năng quá trình, tiềm năng bảo trì càng lớn, trong tương lai chỗ tăng lên cũng liền càng lớn. Vị nào hoàng giả tại thời điểm độ kiếp không phải trải qua cực mạnh lôi kiếp tẩy lễ à? Một chút chủng tộc cường thế tại thời điểm độ kiếp, thậm chí không cho phép mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, chính là muốn để tộc nhân tại độ kiếp trong quá trình có thể trải qua tốt hơn tẩy lễ, cuối cùng có thể có được càng mạnh nội tình. Bất quá, Mỹ công tử đối với khổng tước yêu tộc tới nói quá trọng yếu, khổng tước đại yêu vương cũng không biết nữ nhi phải đối mặt lôi kiếp sẽ cường đại đến trình độ gì cho nên nó hay là chú ý cẩn thận tiến hành một chút bố trí lúc cần thiết thà rằng nữ nhi nhận lôi kiếp tẩy lễ kém một chút cũng muốn bảo đảm nàng độ kiếp thành công đường tam yên lặng thủ hộ ở bên người mỹ công tử mỹ công tử nương theo lấy minh tường huyết mạch chi lực trong cơ thể bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển trước đó phi hành tiêu hao cũng không lớn rất nhanh nàng liền đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong huyết mạch chi lực vận chuyển không có ngừng nghỉ tinh thần lực cũng nương theo lấy huyết mạch chi lực đang nhanh chóng dao so động tự thân khí tức bắt đầu dần dần ngoại phóng ánh sáng màu bạc lặng yên hiển hiện trên trán khổng tức kim quan nổi lên trói mắt kim quan đường vân một chút xíu hướng phía màu bạch kim phương hướng tại thuế biến khí tức của nàng cũng dần dần trở nên càng ngày càng cường đại đứng lên khổng tức yêu tộc có kim quan vương chữ mà nói mà bây giờ mỹ công tử chính là hướng phía chân chính vương chữ phương hướng trước tiến không nên gấp gáp ổn định tăng lên thời gian có là tinh khí thần muốn hoàn toàn dung hợp huyết mạch chi lực thấm vào tại tinh khí thần bên trong tại độ kiếp thuế biến trong quá trình thần thức thuế biến còn muốn so thân thể thuế biến càng trọng yếu hơn đường tam thanh âm trầm ổn tại mỹ công tử bên tai cùng tinh thần trong ý thức quanh quẩn khiến cho nàng vừa mới bởi vì sắp độ kiếp mà có chút dao động nỗi lòng lần nữa khôi phục bình ổn khổng tức đại yêu vương lúc này đã làm tốt tất cả công tác chuẩn bị nghe đường tam mà nói nó khóe miệng không khỏi co quắp một chút đường tam cái này so với nó người phụ thân này quan sát còn muốn cẩn thận mà lại hắn rõ ràng còn không phải thần cấp à làm sao cái gì đều rõ ràng mỹ công tử khí tức trên thân không ngừng tại tăng cường cái kia lượng ngân sắc hảo quang thậm chí để thân thể nàng chung quanh tia sáng đều hơi có chút bắt đầu vặn vẹo khí tức cường đại kia hỗn hợp có một chút năng lượng đặc biệt dao động nàng là nhận lấy thiên cơ linh công nhận tồn tại khi nàng tu vi đã đạt tới trước mắt loại này thần cấp phía dưới trạng thái đỉnh phong thời điểm Tự nhiên, mà vậy đối thiên cơ cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Đường Tam Yên lặng cảm thụ, được mỹ công tử trên người năng lượng biến hóa, sắc mặt cũng theo đó trở nên trở nên nghiêm nghị, sóng ý niệm, thần thức của hắn trực tiếp tại mỹ công tử trong tinh thần chi hải hướng nàng nói ra, chờ một chút độ kiếp, không cần mượn nhờ bất luận cái gì thiên cơ linh lực lượng, lúc cần thiết, thả rằng vận dụng tu la thần kiếm kiếm ý, cũng từ đầu đến cuối đều không cần vận dụng thiên cơ linh, không thể để cho thiên cơ linh lực lượng thừa dịp ngươi độ kiếp quá trình triệt để lạc ấn tại thần thức của ngươi bên trong tương lai căn bản của ngươi là tu la thần kiếm không có khả năng là nó hiểu ý của ta không mỹ công tử lúc này đang đứng ở minh tưởng trạng thái không có khả năng trực tiếp trả lời nhưng thần thức lại là rất nhỏ ba động một chút đó là nhận đồng ý tứ đường tam hơi nhẹ nhàng thở ra hắn hiện tại phát hiện chính mình đem chân chính thân phận nói cho mỹ công tử cũng là có chỗ tốt nếu như là đổi đơn thuần đường tam không có tu la thân phận đường tam ở chỗ này Đối với nàng nói như vậy, nàng chưa chắc sẽ nghe. Vì cái gì không để cho nàng lấy thiên cơ linh đến đối kháng lôi kiếp, cũng là bởi vì đường tam không muốn để cho nàng cùng thiên cơ liên lụy quá mức, thiên cơ hư vô, nhưng lại rất khó thoát khỏi, một khi vận dụng hoặc là mượn thiên cơ lực lượng, tương lai liền sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề cùng phiền phức, thiên cơ phản vệ, đó là thần vương đều không chịu nổi, kiếp trước sai lầm, một thế này tuyệt đối không có khả năng lại phát sinh. Thiên cơ linh loại này thần khí, tại nhận chủ đằng sau một khi nương theo lấy chủ nhân cùng một chỗ độ kiếp vậy liền chân chính lạc ấn tại mỹ công tử thân thể cùng trong thần thức vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát khỏi khi mỹ công tử gặp phải nguy hiểm cùng phiền phức thời điểm thiên cơ lực lượng sẽ tự nhiên can thiệp trong đó từ đó để nàng bị thiên cơ buộc chặt tại chính mình trên chiến xa tương lai chỉ có thể thuận theo với thiên cơ chỉ khi nào thiên cơ lực lượng sử dụng quá độ cái kia kinh khủng phản vệ liền sẽ muốn nàng mệnh mặc dù vậy rất có thể là rất xa xưa về sau mới có thể phát sinh mà lại phát sinh xác suất không lớn nhưng đường tam tuyệt không thể để loại xác suất này tồn tại đây là hắn làm thần vương duy nhất không không thể làm gì tình huống ánh sáng màu bạc càng ngày càng cường thịnh mỹ công tử tự thân khí huyết ba động cũng biến thành càng phát ra nồng đậm lên trong sáng bầu trời dần dần phát sinh một chút biến hóa hơi nước tựa hồ đang không trung tràn ngập dần dần ngưng tụ dần dần thành hình nàng lúc này đã chủ kiến đến một cái điểm giới hạn tại điểm giới hạn này bên trên tự tùy lúc đều muốn đối mặt lôi kiếp sáng lâm đường tam hai mắt nhắm lại hơi thối lui mấy bước bảo trì cùng mỹ công tử khoảng cách nhất định mỹ công tử trên người ánh sáng màu bạc bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh tự thân huyết mạch chi lực đang theo lấy tầng thứ cao hơn đi tới giáo rớt vù vù âm thanh bắt đầu từ trên người nàng xuất hiện ở sau lưng nàng một cái to lớn màu bạc khổng tức quang ảnh lặng yên không tiếng động nổi lên bạn đang xem đường tam trùng sinh được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set the ecab phim viết liền không giấu nhé khổng tức đại yêu vương cũng là sắc mặt nghiêm túc tại cách đó không xa quan sát nàng lúc này biến hóa nó có thể cảm giác được mỹ công tử trên người huyết mạch ba động ngay tại không ngừng bốc lên lấy tựa như là không có cuối cùng đồng dạng không gian chung quanh bắt đầu tùy theo xuất hiện ba động liền vờn quanh ở chung quanh nàng trở nên vặn vẹo mà chấn động cái này cùng chính mình lúc trước thời điểm độ kiếp không giống với a khổng tức đại yêu vương lập tức liền cảm nhận được khác biệt năm đó nó tại thời điểm độ kiếp không gian chung quanh là bắt đầu dần dần phá toái tại thân thể nó chung quanh hình thành chân không từ đó để độ kiếp trở nên càng thêm dễ dàng để lối kiếp không ngừng tại trong chân không mẫn diệt một bộ phận lôi kiếp lực lượng xuyên vào kích thích thân thể của mình tiến hóa mà lúc này mỹ công tử thân thể biến hóa lại càng giống là chung quanh thân thể xuất hiện từng tầng từng tầng bình chướng không gian mà lại nương theo lấy nàng tự thân khí tức hướng ra phía ngoài tán phát càng ngày càng mãnh liệt những lực lượng không gian này tựa hồ cũng đã cùng nàng dung hợp trở thành một bộ phận thừa ra những cái kia thì là rót vào nàng phía sau màu bạc khổng tước quang ảnh bên trong từ đó để cái kia màu bạc khổng tước bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng thể tích cũng là càng lúc càng lớn loại này hư ảo quang ảnh chính là huyết mạch bản nguyên biến thành đại biểu cho tự thân huyết mạch trị lực trong quá trình chiến đấu khi huyết mạch trị lực tăng lên tới mạnh nhất lúc cũng sẽ xuất hiện nhưng lúc này mỹ công tử tại sắp đột phá thời điểm không gian nguyên tố vậy mà tự hành vì nàng tăng lên huyết mạch của mình bản nguyên điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Mỹ công tử đối với không gian nguyên tố cảm ngộ càng sâu, mà lại đạt được không gian nguyên tố tán thành. Chẳng lẽ đây chính là thiên cơ linh tán thành mang đến chỗ tốt sao? Thế nhưng là, cho tới bây giờ, Mỹ công tử đều không có đem chính mình thiên cơ linh phóng xuất ra. Bầu trời dần dần trở nên đến âm u xuống tới, không trung mây đen ngay tại ngưng tụ càng ngày càng dày đặc, nhưng lại còn không có nửa phần lôi quang xuất hiện, có thể không hình cảm giác áp bách đã bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Khá lắm, lôi kiếp này chỉ sợ là rất không bình thường a à. khổng tước đại yêu vương âm thầm chấn kinh cũng theo đó khẩn trương lên lôi kiếp mạnh yếu cùng người độ kiếp thiên phú cùng một nhịp thở đều là cửu gia đình phong nhưng thiên phú khác biệt nội tình khác biệt lôi kiếp uy năng là thiên xoa địa viễn giờ này khác này lôi kiếp mang đến phần kia áp bách đổi người bình thường ở chỗ này đã biết hô hấp khó khăn mà lúc này mỹ công tử sau lưng màu bạc khổng tước lại đang trở nên càng ngày càng sáng tỏ cánh khổng lồ mở ra phía sau lông đuôi càng là duy trì khổng tức xòe đôi dáng vẻ quý vi tráng quan càng là cực hạn huyễn lệ dù là trước mặt đây là nữ nhi của mình khổng tức đại yêu vương trong lòng thậm chí đều sinh ra mấy phần ghen tị tâm tư nếu như lúc trước chính mình là như thế này độ kiếp mà nói có phải hay không cũng có khả năng trở thành hoàng giả dạ à tại mỹ công tử độ kiếp này trong quá trình nó thậm chí đều đã có chút thấy được hoàng giả dạ bóng dáng chỉ cần nàng có thể độ kiếp thành công có được thành hoàng cơ sở hẳn là không nói chơi huống chi khí tức trên người nàng còn tại không ngừng tăng cường lấy. Mỹ công tử cảm thụ của mình cũng là phi thường khắc sâu, nàng có thể cảm giác được tư cảm của mình ngay tại phi tốc hướng 4 phương 8 hướng kéo dài người. Chính mình trong tinh thần chi hải, cái kia nguyên bản đã ngưng tụ, mà thành thần thức ngay tại không ngừng hướng ra phía ngoài nở rộ. Bao phủ tinh thần lực đang chậm rãi bắt đầu thuế biến, tọa chấn trung ương đạo hồng mang kia nguyên nga đứng vững, là tất cả thần thức chân chính hạch tâm. Mà huyết mạch của mình ba động, liền nhận tinh thần khí tức khuếch đại, ngay tại không ngừng hướng vào phía trong dung hợp suy sụp hấp dẫn nàng chỉ cảm thấy chính mình tất cả lực lượng tựa hồ đã không còn sự phân biệt vô luận là tinh thần lực hay là huyết mạch chi lực tại thời khắc này đúng là tại toàn bộ hướng vào phía trong dung hợp hết thảy tất cả đều đang hướng về một điểm đến ngưng tụ thân thể của mình tựa như là ngay tại không ngừng thu nhỏ không ngừng hướng phía hài nhi phương hướng đi biến hóa cứ việc đây chỉ là cảm giác bên trong nhưng này phần thể khác đều tại thuế biến biến hóa lại làm cho nàng đối với toàn bộ thế giới giác quan đều đang phát sinh lấy biến hóa mỗi một cái không gian nguyên tố tại thân thể nàng chung quanh đều giống như đang sống tại trong cảm giác của nàng những này không gian nguyên tố tựa như là thủ hộ lấy nàng vệ binh lại như là con dân của nàng cam tâm tình nguyện thủ hộ ở chung quanh nàng không ngừng hướng nàng ngưng tụ trở thành nàng một bộ phận bọn chúng thậm chí đều đang hoan hô nhảy cưỡng lấy bởi vì bọn chúng nhận mỹ công tử khí tức ảnh hưởng cũng đang không ngừng tiến hóa. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, khiến cho mỹ công tử nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình không ngừng thư giải, nàng đã hoàn toàn đắm chìm tại cái này thăng hoa quá trình bên trong. Nàng phảng phất đã mơ hồ nhìn thấy chính mình đứng tại vị diện này đỉnh phong lúc dáng vẻ, càng là mơ hồ có thể nhìn thấy một chút cái gì đặc thù hình ảnh. Đó là thiên cơ linh khí tức, nương theo lấy nàng khí tức tấn thăng, thiên cơ linh tự nhiên mà vậy ngay tại trong ý thức của nàng bắt đầu chảy xuôi, bắt đầu cùng nàng dung hợp lẫn nhau nhưng cũng liền tại lúc này mỹ không từng nghĩ đến trước đó đường tam đối với nó căn dặn trong tinh thần chi hải đạo hồng quang kia nở rộ cưỡng ép đem chuẩn bị hòa tan vào tới thiên cơ linh ngăn cản ở ngoài không để cho nó tiến vào thần thức trong phạm vi thiên cơ linh rõ ràng có chút không cam tâm thậm chí còn chuyển đến ủy khuất cảm xúc sẽ dụ lấy muốn chui vào mỹ công tử ngay tại lúc này không có mềm lòng cứ việc nàng bây giờ còn không thể thừa nhận đường tam chính là mình kiếp trước trượng phu nhưng vô luận là cùng đường tam ở chung hay là cùng tu la kể vai chiến đấu quá trình đều để nàng đối với nam nhân này có tuyệt đối đầy đủ tín nhiệm cho nên mặc cho thiên cơ linh nghĩ như thế nào muốn đi vào tinh thần chi hải đều bị nàng vô tình ngăn cản ở ngoài luận thần khí phẩm chất hoặc là thánh diễm đao còn không thể cùng thiên cơ linh so sánh cũng không có ngăn cản nó lực lượng nhưng là có tu la thần kiếm tọa trấn trung ương đừng nói một cái thiên cơ linh chính là có 10 cái thiên cơ linh ở chỗ này chỉ cần không có nó cho phép vậy cũng không có khả năng tiến vào mảy may Thời gian dần trôi qua, Mỹ công tử đối với cái kia, đến hồng quang cảm ứng trở nên càng phát ra mãnh liệt. Đó là một thanh trường kiếm, bản thân cũng không phải là màu đỏ, nhưng lại tản ra ánh sáng màu đỏ, thon dài thân kiếm, mang theo không phải khí tức cường đại, mà là một loại băng lãnh. Cũng không phải là lãnh khốc loại kia băng lãnh, mà là vì chính nghĩa mà thẩm phán, không cố kỵ gì băng lãnh. Tu la thần kiếm, cũng là thẩm phán chi kiếm, chính là đã từng thần giới chấp pháp chi kiếm. Mỹ công tử tại đột phá thành thần trong quá trình thông qua thánh diễm đao trước đó cùng tu la thần kiếm chi kiếm quan hệ tăng cường lần thứ nhất chân chính cảm nhận được nó kiếm ý ba động cứ việc kiếm ý của nó là như vậy băng lãnh nhưng khi mỹ công tử thần thức vườn quanh tại chung quanh nó thời điểm mỹ công tử có thể rõ ràng cảm nhận được tại phần này băng lãnh bên trong đè ép đi ra một màn kia cảm giác thân thiết băng lãnh là đối với bên ngoài đối với nàng lại là một loại thuần túy tán thành nhận tự thân thần thức kích thích cũng nhận lúc này mỹ công tử thăng hoa ảnh hưởng đạo hồng quang kia ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường, màu đỏ trở nên càng phát sáng. Thiên cơ linh vẫn tại bên ngoài muốn xông vào đến, nhưng chỉ cần đụng một cái chạm đến hồng quang kia biên giới, ngay lập tức sẽ như là giống như bị chạm điện bị bắn ra. Mỹ công tử phía sau cái kia màu bạc khổng tức lúc này đã hoàn toàn trở lên rõ ràng, mỗi một cây lông đuôi linh nhãn bên trên đều tản ra sáng chói ánh sáng màu bạc. Cái kia sán lạn quang hoa tại đã trở nên âm u dưới bầu trời là như vậy trói lọi mà để khổng tức đại yêu vương cũng theo đó kinh nghi chính là cái kia màu bạc khổng tức hai con người ngay tại phát sinh biến hóa nguyên bản ngân quang lấp lóe đôi mắt vậy mà đang theo lấy màu đỏ phương hướng biến hóa nhưng này không phải tà ác màu đỏ mà là mang theo một loại vô thượng uy nghiêm hào quang màu đỏ cho dù là lấy khổng tức đại yêu vương tu vi khi nó cùng hồng quang này đối mặt thời điểm đều có thể rõ ràng cảm nhận được thần thức của mình nhận lấy khuấy động kích thích có loại mãnh liệt nhói nhói cảm giác Hồng tức đại yêu vương quay đầu nhìn về phía đường tam đường tam hướng nó nhẹ gật đầu tựa hồ là biết nó tại bởi vì cái gì mà kinh ngạc trầm giọng nói không có vấn đề trên người nàng có một kiện đặc biệt cường đại thần khí đây là thần khí khí tức đang cùng nàng tự thân khí tức thông qua độ kiếp thăng hoa mà dung hợp đối với nàng chỉ có chỗ tốt cũng có thể để nàng tốt hơn ứng dụng thần khí này lực lượng Hồng tức đại yêu vương nhíu nhíu mày bản mệnh thần khí sao tại thời điểm độ kiếp cùng mình bản mệnh thần khí đem kết hợp đương nhiên là rất trọng yếu cũng là rất tốt sự tình. Thế nhưng là, cái này màu đỏ, tựa hồ cũng không phải là chấn tộc thần khí thiên cơ linh a. À. Trong lúc bất chợt, trong đầu của nó hiện lên một đạo linh quang, cấp tốc nhớ lại lúc trước Mỹ công tử chém mộng đặc đặc lúc đạo kia kiếm khí màu đỏ. Chẳng lẽ là cái kia? Thế nhưng là, cái kia đến tột cùng là cái gì thần khí? Không tức đại yêu vương, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, lúc trước cái kia cường đại kiếm khí màu đỏ kinh thiên mà lên, mang theo đầy trời rộng rãi, mang theo chính nghĩa thẩm phán đem ma khí một phân thành hai, thậm chí tại khí tức của nó trước mặt những oán linh kia đều không chỗ che thân bị trong nháy mắt độ hóa, không hề nghi ngờ đây là một kiện phi thường cường đại thần khí. Thế nhưng là làm khổng tước yêu tộc đời tiếp theo tộc trưởng nàng bản mệnh thần khí hẳn là thiên cơ linh mới đúng à? Ngay tại nó muốn nói cái gì thời điểm trong lúc bất chợt trên bầu trời âm u đột nhiên biến đổi dẫn tới đường tam cùng khổng tức đại yêu vương không khỏi đồng thời ngẩng đầu lên, nguyên bản âm trầm mây đen tại thời khắc này đột nhiên biến sắc bởi vì từng đạo màu vàng điện quang ngay tại mây đen ở giữa xuyên thẳng qua mảnh này mây đen to lớn đã bao trùm phương viên hơn 10 dặm phạm vi so với lúc trước trương hạo hiên thời điểm độ kiếp phạm vi bao trùm lớn đâu chỉ gấp 10 lần mà lúc này tại cái này màng lớn trong mây đen từng đạo thiểm điện màu vàng ngay tại tung hoành xuyên thẳng qua trầm thấp tiếng oanh minh cũng bắt đầu ở trong kiếp vân vang lên lôi kiếp rốt cục liền muốn tới cái này đây là cái gì lôi kiếp nhìn lên trong bầu trời cái kia từng đạo điện quang màu vàng khổng tước đại yêu vương lập tức có loại lông tơ run rẩy cảm giác dù là lấy nó đại yêu vương đỉnh phong tu vi đều có tâm tình sợ hãi tùy theo sinh ra mà ra sắc mặt đường tam cũng biến thành ngưng trọng lên mặc dù tại mỹ công tử độ kiếp trước đó hắn liền đã phỏng đoán đến mỹ công tử độ kiếp tuyệt đối không dễ dàng như vậy nhưng cũng không nghĩ tới lôi kiếp sẽ đến hùng mãnh như vậy khổng tước đại yêu vương không biết loại lôi kiếp này làm đã từng một đời thần vương hắn lại là nhận biết đó a à đây là lục hợp bát hoang kim sát kiếp đường tam hít sâu một hơi nếu như nói lôi kiếp có đẳng cấp mà nói đại khái có thể chia làm 9 tầng phổ thông lôi kiếp nếu như uy năng là một như vậy đệ nhị đẳng cấp lôi kiếp uy năng chính là 4. sau đó chính là như vậy đã bình ổn phương bội số hướng lên tăng lên cấp độ thứ ba lôi kiếp uy năng là 9. cấp độ thứ tư chính là 16. cấp độ thứ năm là 25. cấp độ thứ sáu là 36. đến cấp độ thứ sáu lôi kiếp uy năng chính là cấp độ thứ nhất 36 lần Lần trước Trương Hạo Hiên thời điểm độ kiếp, hắn bởi vì tự thân huyết mạch chi lực cũng tương đối mạnh, lôi kiếp ước chừng chính là cấp độ thứ hai tả hữu. Mà lúc này Mỹ Công Tử đối mặt loại lôi kiếp này, tên là lục hợp bát hoang kim sát kiếp, ý vị như thế nào đâu. Cái đồ chơi này là tầng thứ 8 lần lôi kiếp, nói cách khác, nó uy năng là tầng thứ nhất lần lôi kiếp 64 lần. Mà lại, cái này 64 lần cũng không phải đơn giản 64 lần, trong đó còn kèm theo càng kinh khủng chất biến, chính là cường đại nhất lôi kiếp một trong. Tuyệt đối có hủy thiên diệt địa uy năng. Đơn giản tới nói, thời điểm độ kiếp, nếu như đối mặt chính là cấp độ thứ sáu lôi kiếp, chỉ cần có thể sống sót, vậy thì có hoàng giả chi tư, tầng thứ 8 lần. Đường Tam Hoài nghi, tại vị diện này bên trên chỉ sợ đều là lần thứ nhất xuất hiện đi, làm sao lại trực tiếp cường đại như thế? Đang khiếp sợ đồng thời, Đường Tam dần dần minh bạch đây là vì cái gì, phải cùng chính mình là có liên quan hệ. Chính mình cái này kẻ ngoại lai, vẫn luôn tại bị vị diện chỗ bài xích chỉ là bị chính mình dùng các loại phương thức đến không ngừng che giấu, mà Mỹ công tử cùng với chính mình thời gian dài, trên thân tự nhiên cũng sẽ có một chút khí tức của mình. Càng quan trọng hơn là chính mình đưa nàng cùng Tu La thần kiếm liên hệ ở cùng nhau. Siêu thần khí là vị diện này không có cách nào, nhưng là, dù sao hiện tại Tu La thần kiếm chỉ là có một đạo kiếm ý ở chỗ này mà thôi, Mỹ công tử từ một loại ý nghĩa nào, đó cũng là bị vị diện phán đoán là dị loại, cho nên mới sẽ cho khủng bố như vậy lôi kiếp xuất hiện lúc này kiếp vân phạm vi còn tại không ngừng mở rộng cho dù là tại gia lý thành phương hướng chỉ sợ đều có thể nhìn thấy cái này một màng lớn bị kim quang chỗ khoách tại khủng bố kiếp vân loại thời điểm này căn bản không cần lo lắng có ai sẽ đến đảo loạn bởi vì căn bản không có ai dám đến lôi kiếp như này phía dưới cho dù là hoàng giả cấp độ cường giả đối mặt lôi kiếp như này đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra làm sao bây giờ có thể hay không xin mời hải thần đại nhân hỗ trợ khổng tước đại yêu vương thanh âm vội vàng vang lên nó mặc dù không có không rõ ràng lục hợp bát hoang kim sát kiếp đến tột cùng là cái quái gì, nhưng lại rất rõ ràng cái đồ chơi này tuyệt đối có tính hủy diệt uy lực. Đường Tam thở sâu, nói, đừng hoảng hốt, lục hợp bát hoang kim sát kiếp mặc dù khủng bố, nhưng nếu là lôi kiếp, chắc chắn sẽ có một chút hy vọng sống. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tiểu Mỹ, lôi kiếp lập tức sắp giáng lâm, so trong tưởng tượng càng thêm cường đại, nhưng vô luận lôi kiếp mạnh cỡ nào, người đều phải thủ trụ bản tâm bản tâm không có khả năng bị dao động. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu, phía sau màu bạc khổng tức chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt màu đỏ trở nên càng phát ra uy nghiêm, nhưng không có nửa phần khiếp đảm. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bỗng nhiên vang lên, toàn bộ mặt biển đều bởi vậy nhộn nhạo lên mảng lớn, mảng lớn gợn sóng. Đường Tam ánh mắt lạnh thấu xương, trầm giọng nói, "Đến rồi." Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt kim quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời, đem phía dưới biển cả chiếu sáng, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Mỹ công tử hướng trên đỉnh đầu. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.